洪武十五年伊始，朝中专设锦衣卫，其中北镇抚司负巡查侦讯之责，所遇奇案颇多，其中有人以生人为基，保屋舍受上天庇佑，免于灾祸，名曰打生庄。Mời vào trong, mời vào trong. Chúc mừng, chúc mừng. Ôi, Triệu công tử, mời vào trong, mời vào trong. Uống nhiều tí nha. Các vị công tử cũng đến rồi à? Mời vào trong, mời vào trong. Chúc mừng, chúc mừng. Các vị hương thân phụ lão, chào các vị. Hôm nay được sự yêu thương của quý vị đến tham gia hôn lễ của cháu ta. Mọi người không cần phải khách sáo, xin cứ tự nhiên. Ôi trời, mệt chết đi được. Thiếu nãy nãy, người đâu rồi? Mau tìm đi, mau lên. Dừng. Lão gia ơi, lão gia, lão gia, thiếu nãy nãy mất tích rồi hả? Chuyện này đi xem, nhanh lên. Thiếu gia, vợ ơi. Vợ ơi. Quản gia, ra đi vợ ơi. Chắc chắn họ vẫn chưa đi xa. Mau phái người ra ngoài tìm. Dừng, đi đi. Vợ ơi. Con dâu Triệu gia được chỉ định là dùng rắn để đổi cho lão gia hạ thần. Tiểu gia ta đây, sẽ xuống sông đi tìm. Đại Minh Ngụy Sử Ký. Thuyền gia, đây, một chuyến bao nhiêu? Ngựa thì 5 văn tiền, mà thêm ngựa thì 10 văn tiền. Có biết ăn nói không vậy? Người và ngựa bằng giá được sao? Thế này đi, ngựa thì 4 văn tiền, ta 6 văn tiền, được không? À được. Này thuyền gia, hả? Cầu ghế này là sao vậy? Nói ra thì giờ tiểu nhân còn sợ đây. Trấn Quạch Lộc chúng ta thật sự là chốn nhân kiệt địa linh, xưa nay chưa từng gặp tai họa. Nhưng một tháng trước lũ lụt tấn công Trấn Quạch Lộc suốt 3 ngày, tiểu nhân cảm thấy lần này tiêu rồi. Cứ tưởng là Hà Thần lão gia đã nổi giận. Lũ lụt người sợ, mà xác trôi người không sợ à? Xác trôi tiểu nhân còn nhớ lên mà. Ta tưởng đâu xác trôi là con dâu của nhà họ Triệu bị Hà Thần lão gia bắt nhớt lên nhìn thấy. Không phải, vậy nên ta không sợ nữa. Vậy thì lại nghe nói là cô nương trong Cô Nguyệt Lâu. Vụ án đến hạn chưa phá thì nhất định phải đánh. Đánh đi. Đánh đi. Cấp trên lệnh cho Phủ Ty Bắc Trấn phái người giúp đỡ điều tra. Người liên lạc với trong thôn, bảo họ tiếp đón đàng hoàng. Dừng. Lần này ta đến đây là có nhiệm vụ. Vụ án xảy ra trong trấn đã có lời đồn bậy bạ,
Ta phải nhanh chóng phá được vụ án này. Hôm nay mọi người bàn tiệc linh đình ở đây để chiêu đãi mấy người thô lỗ chúng ta. Tần Tam cảm kích không thôi. Nào nào nào, Tần đại nhân, chuyện này, chuyện triệu phủ chúng ta mất đi Ngọc Trân, nhờ ngài giúp đỡ điều tra. Chuyện tìm cháu dâu cho Triệu lão gia, nhờ hết vào Tần đại nhân. Ta không tin Hà Thần lấy vợ gì đâu. Còn xác trôi kia nữa, đó là một nữ tử phong trần thôi mà. Theo ta phân tích, chắc chắn cô ta đã cãi nhau với người tình, nghĩ không thông nên mới tự tử thôi. Ngài không cần phải lo nghĩ chuyện này đâu. Dương quản gia thật lợi hại. Vụ án này ta còn chưa điều tra ra mà Dương quản gia đã biết rõ hết rồi. Chỉ bằng Dương quản gia giúp ta phỏng đoán xem Ngọc Trân đó còn chết hay sống đi. Người đang ở đâu? Đại nhân, ngài đừng so đo với bọn họ mà. Cứ điều tra vụ án này trước, còn tra thế nào thì nghe theo ngài hết. Chắc chắn Tần đại nhân sẽ tìm được. Tần đại nhân, ngài xem. Cô gái áo đỏ là hoa khôi của cô Nguyệt Lâu, Yêu Nguyệt Nhi. Này, cô ấy đích thân múa gấp vô cho ngài đấy. Nào Tần đại nhân, ta kính ngài một ly. Đi đâu đấy? Cần người lo chắc. Theo luật lệ đại minh, trộm cướp không trộm được, đánh 50 trượng. Ngươi là ai? Danh trấn kinh thành, thần quyền vô địch, Tần thông minh nhất xưa nay. Theo luật đại minh, kẻ trộm cắp không trộm được, đánh 50 trượng. Chống người truy bắt 500 trượng, tổng 550 trượng. Thật sao? Bịa thôi. Này, buông ta ra. Đại tiểu thư, tiểu nhân đang chết đã mạo phạm đại tiểu thư. Cô ta tên Nhậm Đồng Đồng, lần này khó xử rồi. Gia gia của cô ta là tổng đốc Giang Triết. Quy công nói ông ấy đã nhận 3 lần bạc của cô ta, lừa cô ta rằng có khách bắt cóc cô dâu Triệu gia. Chìa khóa đang ở trong tay ông ta. Cô ta tin à? Người to gan lắm. Tiểu nhân biết lỗi rồi. Nhậm đại tiểu thư bớt giận đi. Cô hãy tha thứ cho tiểu nhân đi. Nhà tiểu nhân trên có già dưới có trẻ đó, cả nhà đều nhờ một mình tiểu nhân nuôi. Muốn tha cho ngươi, được thôi. Từ nhỏ bổn tiểu thư đã có năng khiếu phá án. Thế này nha, ngươi cho ta theo ngươi, quan sát chỉ dẫn các ngươi tra án. Chuyện trước đây ta xem như không có gì. Thế nào? Mời Nhậm đại tiểu thư về nhà. Đừng qua đây, đừng. Còn qua nữa ta sẽ la lên đấy. Nhậm đại tiểu thư, chuyện phá án không phải là trò đùa. Nhỏ cô có mệnh hệ gì thì ta gánh không nổi đâu. Này, không được động vào ta. Ta xin ngươi đấy, ngươi cho ta theo các ngươi tra án đi. Ta thề, ta đảm bảo không gây phiền phức cho các ngươi đâu. Dẫn ra ngoài. Còn ngơ ngác làm gì? Nhằm đại tiểu thư thích ngồi ghế thì kiên về làm qua luôn. Dừng. Tần Ngộ Vậy,
ta sẽ bảo gia gia chém đầu ngươi, cách chức ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Tần Ngộ Vệ, ngươi thả ta xuống. Thả ta xuống. Các ngươi làm gì đấy? Thả xuống. Các ngươi đang làm gì đấy? Nhà môn Trấn Hoành Lộc làm gì như vậy đấy hả? Ta nhớ kỹ rồi. Cô nhớ làm gì chứ, phải không? Không phải cô muốn tra án sao? Tra án đó. Hồ Tùng, Nhậm đại tiểu thư sẽ theo ngươi tra vụ án này. Sư gia e là... E là cái gì chứ? Quyết định vậy đi. Đi đi. Thích không? Cũng được. Kiểu này hơi cũ thôi. Cũ sao? Ngươi tỉnh rồi à? Cô đốt tí nhang mũi à? Nhang mũi hết tác dụng rồi. Lại định trộm gì nữa? Không phải trộm, ta chỉ muốn xem phi tiêu của ngươi thôi. Ta chưa từng nhìn thấy cái đó ở thị trường. Cái đó là cảm y dễ các ngươi phát riêng à? Hay ngươi tự làm ra? Nhằm đại tiểu thư, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ. Không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ, phòng ta kế bên phòng ngươi đó. Bán ta hai cái đi. 10 lượng bạc một cái. Đâu cần mua. Ta có ý này, nhằm đại tiểu thư. Cô lấy ta, đồ của ta sẽ của cô. Mẹ ta nói với ta, vòng tay này là đồ gia truyền. Cô nương nào dám chạm vào nó thì ta phải lấy người đó. Cô nói xem chúng ta thành thần trước hay bái đường trước, nhằm đại tiểu thư. À, mai còn phải tra án đó. Ngủ sớm đi. Đồng phòng trước được không? Nghỉ ngơi sớm đi. Đồng phòng được đó. Đồng phòng ra. Chính là cái này. Dừng. Không chịu nổi thì mở cửa ra. Ta chịu nổi. Thi thể này phù khắp người, phần bụng thì trương phồng, chắc là chết không quá 5 ngày. Đại nhân thật sáng suốt. Theo Hà Quan suy đoán thì chắc chết lâu rồi. Chẳng qua là nổi lên 2 ngày mới được người ta phát hiện. Vậy thì phiền phức rồi. Phải tìm được manh mối trên cơ thể này. Sống từ còn sống cũng không giải quyết được đó. Đại nhân, chúng ta đã từng điều tra. Cô gái này tên Doanh Nhi, là cô nương ở Thanh Lâu trên trấn. Mẹ cô ấy nói cô ấy mất tích 10 ngày trước. Nhưng thật ra chuyện này không kỳ lạ. Mấy nữ tử Thanh Lâu không bán thân này, đổi chỗ khác làm cũng bình thường thôi. Không chừng cô ta chạy theo người khác đó. Vậy đã điều tra mấy khách hay kiếm cô ta chưa? Có. Nào, ở đây hết. Dựa theo thời gian phán đoán thì họ không đáng nghi lắm. Nào Tần Ngộ Vệ, ta cảm thấy chúng ta nên đặt trọng tâm vào dù mất tích cháu dâu Triều Gia chứ. Ở đây lo mấy vụ này làm gì, phải không? Phải. Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Trước khi thi thể biến thành tro cốt thì độ cứng của xương có thể so sánh với đao kiếm. Sao có thể gãy dễ như vậy chứ?
Chắc chắn cô ta đã bị một cao thủ võ công cao hơn cả ta bẻ gãy cổ trong phút chốc rồi dứt xác xuống sông. Không đâu. Theo lý mà nói thì với thực lực của người đó thì nên tìm một nơi dứt xác tốt hơn. Thật kỳ lạ. Cái này thì có gì kỳ lạ chứ? Hung thủ là người dùng khác đó. Hắn phạm tội giết người ở đây, sau đó dứt xác xuống sông là xong. Không thể nào. Cậu đã ở ngoài trấn đã bị gãy 2 tháng trước. Ta đoán mấy ngày trước mấy người thợ đã tu sửa cậu suốt ngày suốt đêm đúng không? Đúng vậy. Người này tìm chỗ nào cũng không được, sao cứ phải tìm nơi dứt xác dễ bị phát hiện như vậy chứ? Thì hắn to gan đó. Thứ hai, trấn Quạch Lộc chỉ có 2 con đường ra khỏi trấn, một đường nước, một đường quan. Đường nước, mấy ngày trước nước sông chảy xiết, thần tiên cũng chỉ có thể ngồi thuyền. Ngồi thuyền thì có ghi chép, nhưng gần đây người lạ đến trấn thì chỉ có ngài và đại tiểu thư. Vậy là hiểu rồi. Vậy còn đường quan mà, tuy khó đi nhưng cũng có thể ra đúng không? Đúng vậy, quá đúng luôn. Một hung thủ vừa giết người xong rồi chạy một hơi đến đường quan cách hơn 100 dặm, đến trạm dịch rồi ăn cơm uống nước. Mà trạm dịch thì phải quan họ mới tiếp, còn phải là người có công sự mới được. À, cô thấy có khả năng không? Có chứ. Người nói xem, hắn võ công cao cường, thân thủ tốt. Hắn sao vậy Nhậm tiểu thư? Điều tra vụ án vui không? Tần Ngộ gì? Ngươi chơi ta nhiều lắm rồi đấy. Ngươi chờ đó cho ta. Ngửi mùi tử thi đã chịu không nổi rồi. Ta biết ngươi định làm gì. Ngươi không đuổi ta đi được đâu. Lão gia, ngài đi từ từ thôi. Triệu lão gia, hạ quan đến trễ, mong các lão thứ tội. Tại hạ đã không còn trong chốn quan trường lâu rồi, chỉ là một lão dân bình thường thôi, không cần đa lễ. Người này chắc là Tần Tiểu Kỳ đúng không? Đúng vậy. Tại hạ Tần Ngô Dị, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Rắc rối nhà ta nhờ cậu hết. Tại hạ có trách nhiệm. Triệu lão gia cứ yên tâm. Vị này là vị này là nha hoàng hạ quan mua trên đường. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta mau đến hiện trường vụ án đi. Mời. Chính là căn phòng này. Dương quản gia, đêm đại hôn cửa phòng này có khóa lại không? Tiểu nhân đã đoán là hôm đó đông người phức tạp, nên tân nương vừa vào phòng thì ta đã khóa phòng từ ngoài. Vậy cũng có nghĩa là cửa phòng này không thể mở từ bên trong đúng không? Chắc chắn rồi. Trần đại nhân, tiểu nhân vừa theo dặn dò của bố đầu, sau khi xảy ra chuyện thì không cho ai vào đây cả. Tối hôm đó hỗn loạn như thế này sao? Không phải, này chắc chắn là do lúc bắt rắn gây ra. Ta là phạm nhân, nếu trong đêm đại hôn bắt cóc tân nương thì sẽ rất khó. Ta trốn trong tủ quần áo, thừa lúc mọi người đang ăn tiệc thì đánh ngất tân nương. Khoan hay nói tại sao phải cởi đồ tân nương mà mình thể hiện võ công tuyệt thế, chạy trốn trước mặt người khác là chuyện không thể nào. Đến phiên cô ra tay rồi đó. Ta Tần Ngô Dị, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng thừa cơ gây chuyện đấy. Có chuyện ta đánh chết ngươi. Đại nhân cao minh, thế nên
hung thủ bắt cóc Ngọc Trân đã nấp dưới giường trước khi vụ án xảy ra. Không, đúng là dưới giường này đã từng có người nấp, nhưng chắc chắn nó không giấu được một người đàn ông có võ công mạnh lại có thể bắt Ngọc Trân đi. Vậy người nấp dưới này là ai? Một người phụ nữ của tướng tá cỡ cô, Ngọc Trân. Hôm Triệu gia có hỷ sự, người đưa đồ ăn nước uống, có thể ra vào Triệu gia tổng cộng 5 người, có đúng không? Đúng vậy. Tổng cộng bao nhiêu người? Lúc đó nhiều khách khứa quá. Sau khi xảy ra chuyện Triệu gia hỗn loạn nên không kịp thống kê. Không cần thống kê, ngươi chỉ cần điều tra xem những người lo việc đó rốt cuộc tiếp đãi những người nào là được. Dừng. Kim Hổ. Có. Phải các anh em đi điều tra. Phải điều tra khiêm tốn tí, không được rêu rao. Cô làm gì đấy? Lại muốn hù ta hả? Tần Ngô Vệ, rốt cuộc ngươi đang có dự tính gì vậy? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đại nhân, rốt cuộc Ngọc Trân này đã biến mất vào buổi tối, hôn lễ thế nào vậy? Hà Quan ngu muội, nghĩ mãi không thông. Nếu ta đoán không sai thì chuyện là thế này. Hôm đại hôn, Ngọc Trân đã dùng một chiêu rất thông minh. Mệt chết đi được. Chuyện gì vậy? Tiểu nhân cũng không biết nữa. Thiếu nại nại. Thiếu nại nại. Người đâu rồi? Người đâu rồi? Người đâu rồi? Đi tìm đi. Nhanh lên. Dừng. Nhưng dù Ngọc Trân đã thay đồ nam, nhưng cũng không thể nào bảo đảm không bị người ta nhận ra. Hơn nữa, còn rắn đó chắc là con người đã thừa lúc Dương quản gia đi báo tin rồi thả vào. Thế nên lần chạy trốn này chắc là hợp mưu cùng người khác mới đúng. Con đường ra ngoài trấn khó đi, nên chắc chắn Ngọc Trân sẽ ngồi ở trong nhà người đó. Thông minh, đơn giản vậy sao? Hôm Triệu gia đại hôn có từng nhìn thấy người nói tiếng Dùng khác không? Hôm Triệu gia đại hôn có từng nhìn thấy người nói tiếng Dùng khác không? Không thấy. Tần đại nhân, làm gì đi? Chủ gánh hát của các người đâu? Ở trong đó, máy gì đại nhân? Hoan nghênh, hoan nghênh. Ông chính là chủ gánh hát hả? Dừng. Gần đây có tuyển người mới không? Có. Có tuyển thêm mấy người. Có thấy điểm nào kỳ lạ không? Không có. Đừng đụng lung tung. Cái gì vậy? Cô sợ rắn hả? Chủ gánh hát, rắn này là của ai vậy? Đây là đồ của ai vậy? Hình như cái rương này là của Tiểu Văn. Tiểu Văn? Đúng vậy. Ngọc Trân đâu rồi? Cô xem hôm nay ta mang gì về cho cô này. Quản gia. Mấy gì quản gia? Người bắt cóc Ngọc Trân là ta. Tin đồn Hà Thần cưới vợ cũng là ta lan truyền. Quan gia, ta nhận tội, ta nhận tội. Quan gia, đại nhân, đại nhân, quỳ này nói dối. Những chuyện này đều là ý của ta. Đứng lên đi. Nói thế nào thì cô cũng không nên bỏ trốn vào đêm đại hôn chứ. Ta không hối hận. Ta không muốn gả cho tên ngốc nhà họ Triệu. Là cha ta. Cha ta chê Tiểu Văn nhiều, nhưng ta không chê. Ông ấy tham tiền tài Triệu gia, ta không tham. Văn ca, mấy ngày làm vợ chồng với huynh là chuyện vui vẻ nhất từ khi ta sống đến giờ. Ngọc Trân. Quan gia Dương, Triệu lão gia định xử lý Ngọc Trân thế nào? Cô ấy, lão gia chúng tôi bảo cô ấy đến từ đâu thì cút gì đấy. Triệu phủ.
không chứa hàng phụ nữ lăng loàn. Ông nói cái gì? Ngọc Trân vốn là người lương thiện, hơn nữa ai muốn lấy một tên ngốc, ngươi đều biết chứ. Cô, tiểu nhân có chuẩn bị ít quà mộ để cảm ơn, xin ngài nhận lấy. Có đẹp không? Ông nói xem, đàn ông như ta một thân một mình, ta lấy bông tai của ông làm gì? Không phải ngài có thị nữ sao? Hơn nữa đây là tâm ý của chúng ta, xin ngài nhận cho. Cô lấy không? Ta không thèm. Nào mọi người cạn ly nào. Tần đại nhân thiếu niên anh hùng, đến chưa mấy ngày thì đã phá được đại án. Tiểu thư thật ngưỡng mộ ngài. Nào có, nào có. Nguyệt Thi tiểu thư quá khen rồi. Tần đại nhân, tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Nguyệt Nhi cô nương, có chuyện gì xin cứ nói, trừ lên núi đau xuống chảo dầu thì ta đều sẽ hứa với cô. Không giấu đại nhân, gần đây trên trấn đã có 5 tỷ mùi mất tích vô cớ. Có lẽ họ cũng đã gặp bất trắc, giống Doanh Nhi mùi mùi. Tiểu nữ tử xin đại nhân chủ trì công đạo, giúp các tỷ mùi. Ở đây đến phiên cô lên tiếng sau. Tần đại nhân phán, cần cô chỉ tay chỉ chân sau. Chuyện liên quan đến mạng người thì ta nhất định phải quản chứ. Tiểu nữ tử cảm ơn đại nhân. Nếu đại nhân có thể phá được vụ án này, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nguyện đền đáp ơn nghĩa. Không cần. Nguyệt Nhi cô nương yên tâm, ta sẽ lo chuyện này. Thế này nha, cô cầm cái này đi. Cầm đi. Nếu như ta không tra rõ được vụ án này thì cái này sẽ thuộc về cô. Nếu ta tra rõ vụ án này thì lấy thân báo đáp. Uống. Cạn ly. Ta cạn ly với cô. Cạn ly. Ta cạn ly với cô. Nào, bỏ ta xuống đi. Không viết thơ tình, không viết thơ, gửi tương tư vào khăn trắng. Tần đại nhân, huynh đệ này mới sáng sớm mà huynh hù ta hết hồn đấy. Đại nhân, lại xảy ra chuyện nữa rồi. Xảy ra chuyện gì nữa? Yêu Nguyệt Nhi của ta, cô ta mất tích rồi. Yêu Nguyệt Nhi, từ sau khi mấy cô nương này đến trấn chúng ta thì đạo đức bại hoại cả rồi. Hình như người không được vào hả? Giống ta không có vào mà. Tránh ra, ta cũng chưa từng vào đó. Nhà sai làm việc, các ngươi không phân sự, nhanh chóng rời đi. Quản gia, quản gia, ngài giúp ta tìm Nguyệt Nhi trở về đi. Yên tâm đi, ta đã bỏ ra 10.000 lượng để mua, cô ấy về đây. Quản gia, quản gia, ngài không thể bỏ mặc quản gia. Tần đại nhân, đại nhân, Trương bổ đầu, sao lại quấy rầy Tần đại nhân? Sư gia có lệnh, nói vụ án này xin Tần đại nhân ra mặt giúp. Không sao đâu hồ huynh đệ, không có gì đáng ngại. Đợn nhiều cũng cắn người, ta không rảnh đâu. Tình huống thế này là, đại nhân, Yêu Nguyệt Nhi cả đêm không về, chỉ 6 canh giờ mà má mị đã khóc ầm ĩ đến nha môn. Hết cách, ta đành dẫn anh em đi điều tra. Hồ huynh, ta thấy chuyện này không đơn giản đâu. Xác chết rồi là cô nương của Kỷ Diện. Tuy ta chưa thể phá được mấu chốt trong đó, nhưng mà ta luôn cảm thấy có người. Chắc chắn Nguyệt Nhi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện rồi. Đại nhân, thời gian này chúng tôi đã mất tích rất nhiều tỷ muội. Rất nhiều sao? Tính luôn Nguyệt Nhi mùi mùi, với người trôi trên sông, tổng cộng là 6 người rồi đấy. Đúng là có chuyện này, nhưng dân không kêu oan, không truy cứu, ta cũng đành chịu. Cô nương, tối hôm qua cô có thấy Nguyệt Nhi tỷ tỷ của cô không? Có. Tối hôm qua tỷ tỷ cũng rất vui vẻ, chải đầu cho ta, còn thưởng cho ta một cái cài tóc. Tỷ ấy còn nói hôm nay sẽ mua bánh quế qua cho ta ăn.
Tiểu Mùi Mùi, đừng khóc, hôm nay không kịp rồi. Hai ngày nữa, ta bảo đảm sẽ cho cô ăn bánh quế qua. Chắc chắn là Đậu công tử đã hại mùi mùi ta. Đậu công tử, hắn tên là Đậu Thụy, là con trai của trưởng tộc. Thời gian này hắn cứ bám theo Nguyệt Nhi. Hắn rất kỳ lạ. Khách đến đây, một là để nghe hát, hai là tìm niềm vui. Nhưng hắn thì không. Hắn thích vẽ tranh các cô nương. Vẽ tranh. Hắn bảo các cô nương cởi hết quần áo cho hắn vẽ. Đúng là biến thái. Mau lên, bắt tên đó về cho ta. Thả ta ra. Thả ra. Bổn công tử có công danh trên người, kẻ nào dám động vào ta? Hai người cũng biết thức thời gì cả. Ta bảo các người cung kính mời Đậu công tử về đây cho ta. Ta chỉ hỏi vài câu thôi. Ai cho các người làm ẩu hả? Nào Đậu công tử, mời ngồi. Quan gia khách sáo rồi. Ta bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi xuống cho ta. Có hiểu không? Hiểu. Hiểu. Tiểu nhân hiểu rồi. Chuyện áp giải phạm nhân này để nhậm đại tiểu thư đích thân làm, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Chủ yếu là Tần đại nhân có dặn, người không liên quan không được vào. Người không liên quan? Ta là người không liên quan à? Ta không không không. Đừng đừng đừng. Tiểu nhân đang đánh. Nhậm đại tiểu thư, cô lượng thứ cho. Chúng ta trở về. Về nha. Chuyện là thế này. Mấy ngày trước ta chỉ thấy Nguyệt Nhi cô nương xinh đẹp, muốn vẽ tranh cho cô ấy thôi. Ai nói mấy ngày trước đâu? Ta nói tối qua. Tiểu sinh đang chuẩn bị thi hương, cả ngày đọc sách không ra đường. Cha ta hạ nhân trong nhà đều có thể làm chứng. Đậu công tử học thơ văn, hiểu xưa đến nay. Chỉ bằng Đậu công tử nghĩ giúp ta xem, rốt cuộc yêu Nguyệt Nhi đã đi đâu rồi? Cô ta chỉ là một nữ tử phong trần, không chừng cả trấn đều là tình lang của cô ta. Giữ cô ta lại một đêm cũng không có gì lạ. Ngươi, có phải Đậu công tử không biết ta làm gì không? Nghe người khác nói, đại nhân là thần thám nổi tiếng do phủ Tư Bát Trấn phái đến. Thần thám gì chứ? Ta nào xứng với hai từ đó chứ? Ta nói này, trước đây ta còn ở trong tù, hành hình ép cung mới có bản lĩnh của ta. Đại nhân, cắt ngón tay, đâm tim, lột da, đây là những cách hành hình khác nhau. Đậu công tử, ngươi đón xem cây dao nhỏ này dùng để làm gì? Đoán không ra đúng không? Nào, chúng ta thử nào. Giết người, cầm y dậy giết người. Rốt cuộc tối qua ngươi đã làm gì? Tần đại nhân, Lý đại nhân có lệnh, phải thả hắn ra. Ngươi tin lời hắn nói không? Không tin. Nhưng chúng ta thực sự không có chứng cứ trong tay. Huống chi tiểu tử này có công danh trên người, hết cách rồi. Lý đại nhân hạ lệnh, không được tra hắn tiếp. Ngoài ra, đây là thư quan trọng cấp trên gửi cho đại nhân. Còn không mau cút đi, hay cho hộ tùng ngươi, bổ công tử sẽ nhớ kỹ đấy. Yeah.
khó uống quá, còn không ngon bằng cái hôm qua. Tần Nha Dị, hôm nay cô phải ngươi đã bắt được người xấu đúng không? Tại sao không dẫn ta đi theo? Cô cảm thấy bắt người xấu vui lắm hả? Ta cũng muốn bắt người xấu. Yêu Nguyệt Nhi, chắc không thể tìm lại được Yêu Nguyệt Nhi nữa rồi. Không đâu, hôm nay ta hỏi Trương Bổ Khoái, tình hình không tệ quá đâu. Ngươi là Tần Ngô Vệ, danh chấn kinh sư, thần quyền vô địch, thông minh tuyệt thế mà. Vụ án nhỏ thế này không làm khó được ngươi đâu. Vụ án thì phá được, nhưng người không thể sống lại. Rượu này đúng là không ngon bằng hôm qua. Đều là rượu mà. Cái này là 10 văn tiền, cái hôm qua là 1 lượng bạc. Ngươi đi đâu đấy? Ta tốt bụng an ủi ngươi mà. Ngủ vậy. Mau đi đi. Sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Sao vậy? Mông ta hơi đau. Tiêu rồi. Tìm gì vậy? Bệ hết rồi. Nhậm đại tiểu thư, bánh quế qua này quan trọng hơn mạng cô hả? Vậy sẽ thủ thì sao? Ngươi vẫn chưa làm được chuyện đã hứa với cô nương người ta đấy. Ngươi nên mua lại một phần bánh quế qua đi, nhớ đưa qua cho người ta. À thì về quán trọ trước đi, chuyện sát thủ về rồi nói. Đi thôi. Vụ mất tích liên quan này chắc chắn có nguyên cơ gì trong đó. Chẳng lẽ sát thủ đó là người của Đậu Thủy? Dù là ai thì ngươi cũng phải điều tra rõ. Giờ còn chưa tìm được xác của Nguyệt Nhi cô nương đấy. Nói rõ có thể cô ấy vẫn còn sống. Nếu ngươi không điều tra thì chắc chắn cô ấy sẽ chết. Hôm qua ta không nên nói với cô.
Ta xin lỗi cô. Người uống nhầm thuốc gì à? Tần đại thần thám mà cũng biết xin lỗi sao? Ta nói nhảm quá vậy. Mông hết đau rồi phải không? Đau mà. Đau là đúng rồi. Cô đau gì không dùng thuốc long hổ thiết đã gia truyền của ta, chỉ cần bôi nhẹ vào vết thương. Trẻ con không lừa người. 10 vàng bạc. Ngưng. Nam nữ khác biệt. Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn nói gì. Ta có thể nói gì chứ? Ta nói cô biết. Thuốc này, có phải thuốc này kết hợp với thủ pháp xoa bóp gia truyền của ngươi mới có tác dụng không? Đúng đấy. Ta xoa cho cô. Hạ lưu, ra ngoài đi. Nhậm đồng đồng, ta cũng có yêu cầu với phụ nữ nha. Đầu tiên là phải có hương vị đàn bà. Ra ngoài. Ta biết làm sao để bắt đầu Thụy rồi. Làm sao? Hay lắm. Cái eo này quá đẹp. Đúng là đòi mạng bổn đại gia mà. Đại gia, người quá khen rồi. Thúy Hoa cô nương, bổn đại gia không thiếu tiền. Mau nhảy một bài cho bổn đại gia xem. Mau nhảy đi. Người ta mắc cỡ đó. Người ta không muốn nhảy. Vậy cô không nhảy? Không nhảy thì không nhảy. Bổn đại gia sẽ nhảy cho cô xem. Xem đi. Đi xem đi. Mau đi. Tiểu sinh thất lễ rồi. Là nô gia thất lễ mới phải. Xem như là tạ tội cũng được. Xem như tiểu sinh ngưỡng mộ phong thái của cô nương cũng được. Xin cô nương hãy nhận chút tâm ý này. Lễ vật này quý giá quá, nô gia không thể nhận. Không giấu cô nương, tiểu sinh tinh thông vẽ tranh. Nếu cô nương không chê tiểu nhân đường đột, ta có thể vẽ dung mạo cô nương lên giấy không? Cũng để cùng để lúc không gặp cô nương có thể giải nỗi tương tư. Thúy Hoa tiểu thư, cô đúng là mỗi tư thế nụ cười đều có phong cách. Vốn tướng quân thật lòng thích nô gia, thật ra nô gia với họ cũng không có khác gì nhau. Tiểu thư phong thái tuyệt sắc, giống như tiên nữ hạ phàm. Mấy nữ tử kia cũng chỉ dáng vẻ bình thường, nào có thể so sánh với tiểu thư. Mặc vào đi, cái váy tơ tằm thượng hạng này mới xứng với cô. Công tử, chẳng lẽ công tử muốn đứng đây nhìn nô gia thay đồ? Tiểu thư, thay đồ xong chưa? Bày ra đi.
Đây chẳng phải chỉ là tranh Nguyệt Nhi cô nương nhảy múa bình thường sao? Rốt cuộc ngươi bỏ công bảo ta lấy về làm gì chứ? Hắn ta nói dối. Nói dối, đi theo ta. Đi đâu? Bắt súc sinh. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta có công danh trên người, các ngươi có quyền gì mà trói ta? Dựa vào ta là quan, ngươi là phạm tội. Sao ta lại là phạm tội? Ta không có giết yêu Nguyệt Nhi. Ta không nói ngươi giết yêu Nguyệt Nhi. Ta đoán thôi. Ngươi không đoán, ngươi vốn biết rõ. Bức tranh lấy ngoài trạch, có phải bút tích của ngươi không? Phải thì sao? Ta vẽ xong lâu rồi. Hôm yêu Nguyệt Nhi mất tích, ngươi đọc sách suốt đêm không thấy yêu Nguyệt Nhi sao? Đúng vậy, ngươi nói dối. Hôm xảy ra vụ án, ta với một đám hương thân uống rượu ở Cô Nguyệt Lâu. Bông tai đó là ta tặng cho yêu Nguyệt Nhi. Trong bức tranh ngươi vẽ từ sớm, sao lại có đôi bông tai đó? Nói đi, nói đi. Ta không muốn giết người. Là cô ta, tiểu nữ tử nửa đêm đến thăm, vì công tử nó biết tung tích của các tỷ muội ta. Nhưng nghe nãy giờ chỉ toàn lời nói bừa của công tử. Gió mát trăng thanh, mình nên ngâm thơ vẽ tranh mới phải. Nói mấy chuyện này làm hỏng phong cảnh quá, đúng không? Công tử đã không biết tung tích của các tỷ muội ta, tiểu nữ tử xin cáo từ trước. Tiểu sinh hướng một cô nương đã lâu, chi bằng cô nương tốt bụng thỏa mãn nguyện vọng của tiểu sinh đi. Cởi quần áo ra. Công tử, xin tự trọng, ta phải trở về. Đừng có biết rõ mà giả vờ hồ đồ, còn dám nói là kỹ nữ không tiếp khách. Buồn cười, cô đừng nói với ta. Cô nghĩ sẽ có ngày có người chuộc thân cho cô? Ra ngoài làm người trong sạch nha. Còn dám đánh ta? Tiện nhân. Súc sinh, khốn nạn, ngươi sẽ không được chết yên đâu. Trùng sát ở đâu? Cô ta không nên đánh ta. Ta không muốn giết cô ta. Trùng sát ở đâu? Cô ta không nên đánh ta. Ta không muốn giết cô ta. Đừng nói nhảm nữa. Ở đâu? Bả tha ma sau núi. Tần Ngô Dệ, chính là đây. Tìm tiếp đi. Dừng. Tần đại nhân, nhằm đại tiểu thư. Tìm cái ngày khắp nơi rồi. Uống chút nước đi. Ta không khát. Trương Bổ Đầu, có. Chờ các anh em đi nghỉ ngơi xong thì qua phía bắc tìm tiếp. Dừng. Tần đại nhân, Lý đại nhân đã phá án rồi. Đầu Thùy xây rượu ngộ sát, giờ bỏ công danh đây đã biên quan. Vụ án này ảnh hưởng không tốt, phá như thế cũng xem như là công bằng. Tần đại nhân, cấp trên lại gửi thư đến, bảo ngài nhanh chóng về phục mệnh. Yêu Nguyệt Nhi,
Chắc là không thể tìm được Yêu Nguyệt Nhi nữa rồi. Không đâu, huynh là Tần Ngộ Vệ, danh chấn kinh sư, thần quyền vô địch, thông minh phi phàm mà. Vụ án nhỏ này sao làm khó được huynh chứ. Đại nhân, vụ án Yêu Nguyệt Nhi, đại nhân đã phí sức rồi. Cũng đủ rồi, đủ rồi. Ta là trò cười, nhưng mấy cô nương đó cứ để họ chết quan như vậy sao? Trên có lệnh, mấy người làm quan chúng ta không thể không nghe theo. Không phải nghe lời làm việc sao? Ta biết rồi, ta cũng không trách ngươi. Nhưng lần này ta đi, sẽ không ai để ý mấy cô nương đó nữa. Tại hạ còn công vụ phải làm, không tiễn đại nhân. Đi đi. Có cần nói với cô ấy bánh quế hoa này là quan gia đưa không? Không cần đâu. Nhầm đại tiểu thư, sao còn chưa đi? Chưa bắt được kẻ đã đánh lén cô. Cô ở lại trong quạch lọc này rất nguy hiểm. Ta biết, không cần ngươi lo. Ta phải đi rồi. Cô ở lại đây, ta không yên tâm. Sẽ đi, yên tâm đi. Cô đến tiễn ta hả? Đương nhiên là tiễn. Tầm Tâm gia phá đại án con dâu Triệu gia mất tích, có công lao lớn. Tiểu thư ở đây cầu nguyện cho Tâm gia tìm đồ như gấm, hồng phúc tề thiên. Ta biết vụ án này chưa kết thúc, trong đó còn có ẩn tình, nhưng ta có sứ mệnh. Ngươi cứ nói dân không kiện qua không xử cho rồi. Tầm Tâm gia, vậy ngươi mặc kệ đi. Dù sao giờ quyền nhà đã lập án rồi, người ở đây phí công phí sức phá án gì nữa. Tần Ngộ Vệ, giờ ngươi thế này có khác gì mấy tên quan sai làm cho qua loa cho có không? Mấy nữ tử phong trần đó thân như lục bình, mạng của họ báo đáp bao nhiêu chứ? Mạng của họ đâu bằng tiền của Tần Tâm gia ngươi. Họ thật đáng thương. Đều là người có mẹ sinh, cha dưỡng như nhau mà. Mẹ sinh, cha dưỡng. Tần Ngộ Vệ, ngươi không tra, ta tra. Tiểu kỳ Tần Ngộ Vệ, trên đường về kinh phụng mệnh, đã bất cẩn té ngựa, nên chậm trễ trở về. Nhằm đại tiểu thư, có thấy ta nói thế, có được không? Rất được luôn. Vậy chúng ta đi đâu tra án? Đến Cô Nguyệt Lâu tra án đi. Chắc chắn hung thủ giết người ở Cô Nguyệt Lâu. Chúng ta đến đó đi. Trước khi có người đào, sao ngươi biết có người đã đụng vào mộ rồi? Cô không cảm thấy ở đây đất hơi mới sao? Nào, phụ nào. Được. Xác quái đâu? Chẳng phải Yêu Nguyệt Nhi sớm đã được an táng rồi sao?
Trấn Hoành Lộc chúng ta đúng là dùng đất nhân kiệt địa linh, xưa nay chưa từng gặp thiên tai. Một tháng trước có lũ lụt suốt 3 ngày ở Trấn Hoành Lâu. Lúc đó tiểu nhân còn tưởng là Hà Thần Lão Gia đã nổi giận, tưởng đâu xác chết rồi, là con dâu Triệu Gia bị Hà Thần Lão Gia bắt đi. Nhớt lên mới biết không phải, nên là không sợ nữa. Đồng Đồng, đi thôi. Cảm ơn đại nhân. Vẫn còn nhớ chúng ta. Cảm ơn đại nhân đã đòi lại công bằng thay chúng ta. Cứu ta với. Vừa rồi đã nhìn thấy gì ở dưới nước? Yêu Nguyệt Nhi ở dưới đó. Vậy những người bị hại trước đó đều bị chôn ở dưới sao? Đúng vậy. Không đúng. Cầu lục không, 7 đoạn cầu. Còn thiếu một người. Thiếu cái gì? Ngọc Trân, vừa rồi sao cô lại nhảy xuống? Thì ta sợ ngươi chết không ai phá án. Giờ dần canh năm bình an vô sự, gọi Hồ Tùng đến Triệu Gia cứu người. Nhanh lên. Tiền nhân làm Triệu gia ta rối tung rối mù, còn làm thối nát đức hạnh cả trấn. Dương quản gia, có đánh tiếp. Nhưng người uống gì đi lão gia. Tiền nhân, mấy lão gia này lạm dụng tư hình, không sợ dân pháp hả? Đây là chuyện nhà ta. Nhằm đại tiểu thư, chuyện lớn nhỏ trong trấn này đều không qua khỏi mắt của Triệu lão gia, đúng không? Các ngươi ăn gan hùm hả? Đây là xông vào nhà riêng đấy. Tại hạ là người tuổi già sắp chết, tờ đại nhân nói thế có phần quá đáng đó. Triệu lão gia, ta muốn kể ông nghe một câu chuyện, ông có hứng thú không? Rửa tai lắng nghe. Có một người nói, có một bảo địa phong đức cực tốt, đêm không cần đóng cửa, người đường không nhặt của rơi. Chỉ vì tháng trước
Tuyên Tông Đế muốn chứng chỉnh thói hư tật xấu lâu ngày chốn quan trường, nên một số nữ tử phong trần đã lưu lạc đến nơi này. Đương nhiên cũng bao gồm cả bảo địa này. Nhưng vẫn có máu mặt nơi này nghĩ thôi tiêu rồi. Bảo địa tốt đẹp thế này đã bị mấy nữ tử đó phá hỏng hết rồi. Mấy nữ tử này không chỉ phá hỏng đạo đức nơi này mà còn dẫn đến trời phạt. Cầu lục không bị lũ lụt phá hỏng chính là chứng minh. Thế là người có máu mặt có quyền quý nhất nơi này bắt đầu kế hoạch cứu trấn. Ông ta phái người giết liên tiếp 6 cô gái phong trần rồi chôn dưới chân cầu của cầu lục không. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, trận lũ lụt mấy hôm trước có một thi thể đã trôi lên bị phát hiện. Giờ phải làm sao đây? Bị phát hiện rồi, phải mau che mắt mọi người. Chôn cô ta đi. Nhưng buồn cười là sau khi che mắt mọi người thì cô ấy lại bị người ta đào lên chôn lại dưới chân cầu. Cách làm đóng cọc này trong mắt ông ta chỉ là để ổn định cầu mới xây sao? Hay là để trút giận? Triều Các lão, ta không hiểu được đó. Xin ông chỉ giáo. Câu chuyện của cậu rất là thú vị. Còn ông ta nghĩ thế nào? Ta cảm thấy cả hai luôn. Các lão, cầu lục không tổng cộng 7 chân cầu sao? Cần một cái nữa mới đủ. Triều Các lão, ông cảm thấy nên chôn ai đây? Y Nguyệt Nhi cũng là các người chôn phải không? Tiện nhân đó, cô ta hại con ta mất tiền đồ cả đời, chết không đáng tiếc. Cô ta là chúng ta chôn đấy. Cho cô ta chết dưới mồ sẽ thối cả đất trấn Hoành Lộc này. Lên. Đông Đông, cởi trói cho cô ấy đi. Đại nhân, Hồ huynh, áp giải họ đi. Vụ án này kết thúc. Dân sự. Tần đại nhân, ta cảm thấy vụ án này vẫn chưa kết thúc. Người áo đen đó muốn giết ta. Là ngươi? Tần Ngô Vệ, ta rất ngưỡng mộ tài phá án của ngươi. Ta vốn cũng muốn tha cho ngươi. Tìm được tiện nhân nhà họ Triệu đại nhân, ta đã nhiều lần bảo ngươi đi. Tại sao ngươi phải ở lại tra án? Hồ huynh, ta không nhìn rõ được huynh là người gì. Ta không xứng được ngưỡng mộ. Hồ huynh, còn nói nhiều với họ làm gì?
Mau đứng lên, đuổi theo. Chậm thôi. Lên thuyền. Tặng cô món quà. Mẹ ta nói với ta, vòng tay này là đồ gia truyền của nhà ta. Cô gái nào chạm vào nó thì phải lấy ta. Đừng sợ, gia truyền cho con dâu gì đó là ta bịa ra lừa cô thôi. Cái vòng tay này là thứ duy nhất mẹ ta để lại cho ta. Cô giữ nó giúp ta nha, đừng làm mất nó. Giờ cô chèo thuyền qua sông đi, ta sẽ đối phó họ. Muốn đi thì cùng đi, đi chung không qua được sông đâu. Nhanh lên, cô nghe lời ta đi. Nếu chúng ta đều chết thì mấy cô gái dưới cầu sẽ chết oan đấy. Ta xin cô. Hồ huynh, ta mất đầu thuốc rồi. Đó là vật ta yêu thích. Hồ huynh có nhìn thấy không? Đương nhiên có. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tìm với ngươi? Hồ Tùng, thiện nhân kia chạy rồi. Ngươi muốn chúng ta chết với hắn à? Ta đã nói với lão gia mà, thứ do thiện nhân sinh ra như ngươi không đáng tin. Xuất thân của ta không tốt, các ngươi không cần nhắc nhở mãi. Tần Ngô về đao pháp rất giỏi, Dương quản gia bất hạnh gặp nạn lúc hỗn chiến. Mọi người nghe rõ chưa? Rõ. Nhậm đại tiểu thư, ta không đi nữa. Ta thích nơi này. Không đi nữa. Muốn đi thì cùng đi. Ta xin huynh đấy. Sau này ta nghe lời huynh hết. Và huynh nghe lời ta một lần này được không? Ta xin huynh đó.
Mau đi đi, Quỳnh, mau đi đi. Đi đi. Đi chung. Đi. Đi chung. Đi. Đi. Đi đi. Đồng Đồng, cô nhất định phải Minh Quang trả thù cho những cô gái vô tội đó. Đừng hòng có ai chạy thoát. Các phạm nhân Triệu Thần, Hồ Tùng, Đậu Lập không xem Dương Pháp ra gì, giết hại 6 cô gái vô tội ở trấn Hoành Lộc, tội ác tày trời. Triệu Thần, ông từng làm quan triều đình, hẹn với vua phạm tội ác tày trời, tội không đáng tha, lập tức xử trảm. Tiểu thư, có khách đến thăm. Không gặp. Thầy ta tiện khách. Vâng. Một tháng sau, lão đại, công phu tốt, đào chết đi được. Tần Tiểu Kỳ, có muốn ta thoa thuốc cho không? Không cần đâu lão đại, ta ngủ một giấc là khỏe rồi. Ta có nhiệm vụ giao cho cậu.